Thưa quý vị, dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam do tập đoàn SCG của Thái Lan làm chủ đầu tư có tổng vốn đăng ký là hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được khởi công từ năm 2018, đến nay dự án đã hoàn thành gần 50% khối lượng công việc. Theo kế hoạch thì toàn bộ dự án sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 và đưa vào vận hành thương mại vào đầu năm 2023. Với đầu ra là các thành phẩm hóa dầu, nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất công nghiệp. Do đó mà việc sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sẽ có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của các ngành công nghiệp có liên quan tại Việt Nam. Đồng thời, đóng góp vào ngân sách khoảng 60 triệu đô la Mỹ một năm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chủ đầu tư dự án đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra. Chúng ta cùng tìm hiểu điều này qua nội dung phỏng vấn của phóng viên thời sự với ông Kitty Fayung-Chiquit, giám đốc dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, thì từ đầu năm đến nay dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn như thế nào ạ? Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm vật tư trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ cho dự án. Trước tình hình này thì công ty đã linh hoạt điều chỉnh các hạng mục công việc để đảm bảo tổng quan tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra. Là một dự án FDA được đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và như vậy thì dịch COVID-19 diễn ra như thế, nó có ảnh hưởng như thế nào đến việc các chuyên gia quay trở lại Việt Nam làm việc trong cái thời gian qua thưa ông ạ? Trong quá trình xây dựng, công ty có nhiều chuyên gia Thái Lan tham gia vào quá trình quản lý như giám sát công trình. Diễn biến của dịch COVID-19 dẫn đến việc hạn chế đi lại giữa các nước, các chuyến bay thương mại bị hoãn. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Tuy nhiên, phía công ty đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương để đưa các chuyên gia vào làm việc. Quá trình nhập cảnh của chuyên gia Thái Lan tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chính phủ Việt Nam. Công tác phòng chống dịch đối với các chuyên gia cũng được thực hiện nghiêm túc tại đơn vị địa phương. Hiện tại thì dịch COVID-19 đang quay trở lại diễn biến rất phức tạp, thì đối với công ty thì chúng ta đã có những cái giải pháp phòng chống như thế nào để vừa đảm bảo đúng tiến độ cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người lao động thưa ông ạ? Công ty liên tục theo dõi và cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh từ Bộ Y tế, các ban ngành liên quan và các phương tiện truyền thông, đồng thời chủ động tiến hành các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Hiện tại, công ty đã yêu cầu tất cả nhân viên của công ty và đối tác kinh doanh làm việc tại trụ sở công ty tại thành phố Vũng Tàu và mặt bằng xây dựng dự án tại xã Long Sơn thực hiện các biện pháp như kiểm tra và ghi nhận thân nhiệt bắt buộc khi vào làm việc tại trụ sở, yêu cầu nhân viên và đối tác đeo khẩu trang và rửa tay trước và trong khi vào làm việc, yêu cầu nhân viên công ty và đối tác kinh doanh hạn chế di chuyển trong giai đoạn diễn biến dịch phức tạp, xây dựng biểu mẫu nhật ký hành trình để theo dõi hành trình tác nghiệp của nhân viên. Đối với trường hợp phải đi công tác, nhân viên phải báo cáo và được sự chấp thuận của cấp trên. Thường xuyên làm vệ sinh, khử trùng khu vực làm việc. Công ty đã thực hiện tổ chức hình thức họp trực tuyến để giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.